Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình 5 phút Phật Pháp trên Hoa Vô Ưu, chúng tôi xin phép được trình bày về đề tài hôm nay, ấy là nhớ Phật. Khi nói đến nhớ Phật thì chúng tôi nhớ lại một cái câu chuyện mà Quý Ôn đã kể lại trong lớp học của anh em học tăng ở nơi các Phật học viện. Trong đêm đang ngủ, em bé chợt thức dậy và vỗ nhẹ nơi vai của mẹ. Mẹ ơi, con nhớ Phật. Mẹ ơi, con nhớ Phật. Bà mẹ nghe tiếng động thức dậy, hỏi con nhớ Phật sao? Con nhớ Phật là nhớ những gì ở nơi Đức Phật. Thì em bé ấy thưa với mẹ, dạ con nhớ cái đôi mắt của Đức Phật. Rồi mẹ hỏi tiếp, còn nhớ gì nữa không? Dạ con nhớ cái miệng của Đức Phật cười. Tại sao con chỉ nhớ đôi mắt của Phật và cái miệng của Phật cười? Vì mỗi khi con đi chùa, con đứng ở dưới chánh điện nhìn lên tượng Phật, con thấy cặp mắt của Phật đẹp quá. Và khi mà con nhìn Phật thì con có cảm giác rằng Phật cũng đang nhìn con. Và Phật nhìn con, xong rồi Phật mỉm mỉm cười với con. Sau khi nghe nói như thế đó, bà mẹ nói tiếp với đứa con rằng, con nhớ Phật thì con cũng phải nhớ Pháp, bởi vì Pháp có liên hệ đến Phật. Giáo Pháp có mặt trong cuộc đời này, nhưng mà nếu không có Phật thị hiện, nếu mà không có Phật tu tập và chứng đắc, nếu mà không có Phật khám phá, thì chúng ta đâu có giáo Pháp để mà nghe, đâu có Phật Pháp để mà học. Nhưng mà thưa mẹ, tại sao con nhớ Phật mà mẹ lại giảng dạy đến giáo Pháp? Con đã biết rồi, giáo Pháp là do Đức Thế Tôn tu tập và chứng đắc cho nên nói ra những cái tinh thần giáo Pháp ấy. Mà giáo Pháp đó con đã học, con đã hiểu, con đã biết. Con vô gia đình Phật tử và tự thân của con đã thuộc lòng ba cái ngành luật của anh Vũ, đó là êm tưởng nhớ Phật, êm kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, êm thương người và vật. Thưa mẹ, còn gì nữa? Ồ, con nhớ Phật, con kính trọng Phật, con kính trọng giáo Pháp của Phật, thì con cũng phải kính trọng chúng tăng. Tại vì chúng tăng là đệ tử của Phật. Mà nếu ngày hôm nay không có chúng tăng thì lấy ai là người thuyết pháp để cho con nghe? Bởi vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Vậy thì kính Phật, kính Pháp, kính tăng, kính cha, kính mẹ, kính tất cả các anh chị em, và tự tâm của con còn nói lên rằng con thương người và vật nữa. Cho nên đó là những điều mà Phật dạy, kể từ ngày hôm nay con hãy thực hành theo những gì mà con đã thấy, con đã nghe, con đã hiểu và con đã nói với mẹ rằng con nhớ Phật. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã lắng nghe câu chuyện một em bé
đã đánh thức mẹ mình trong giấc ngủ để thưa với mẹ rằng con nhớ Phật. Và kính chào toàn thể quý nam nữ cư sĩ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.